có gây la gì chứ á. Đình trong chuyện tình cảm nó con thương ai gì con nhắc về để mẹ gả hết, mẹ không có cấm đoán gì hết. Con dám không về, con dám cho mẹ biết tin. Con làm gì mẹ trong không có nổi không à, mẹ mà không ăn không ngủ gì hết trơn. Giờ con người mẹ tiều tị rồi. Dám về với mẹ đi, không có về thì mẹ sao con muốn nổi đâu con ơi. Con biết, con biết mẹ thương con tới cỡ nào. Cô bình tĩnh nha. Dạ rồi à, con xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ vâng, cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Nên Trần Thị Nghị. Cô Nghị ha. Dạ. Cô Nghị quê ở đâu? Ở Cầu Kè, Trà Vinh. Trà Vinh. Vậy là cô mới ở dưới Trà Vinh, cô về Bình Dương luôn ạ? Trà Vinh về đây ngang qua. Đi ngang qua ngủ ở tại Sài Gòn rồi mới đợi đây. Hôm nay là ngủ cô đêm. Hôm nay là cô về đây là nhờ giúp đỡ, là giúp đỡ gì đấy cô? Nhờ giúp để tìm con giùm. Tìm con? Dạ. Con cô tên là gì? Quỳnh Thị Như Ý. Bé nhiêu tuổi rồi cô? 19 tuổi. Bé bỏ nhà đi lâu chưa? Bỏ đi được 6 ngày rồi. 6 ngày? Dạ. Hôm nay là ngày 20. Bữa đi bữa rồi đi 18 sáng 19. Hôm nay là ngày 25. 25 rồi. Dạ. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là kết thúc năm 2023 và bắt đầu dạ. Năm mới 2024. Chú không có ăn ngủ gì được chú, chứ nó ngăn nghẹn cái lồng ngực. Sao không được mà ăn không được, ngủ không được đó chú thấy. Cô bình tĩnh nha. Dạ. Cô có thể chia sẻ cái sự việc con nhà mình bỏ đi như thế nào dạ. Cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết con, để giúp cho con nó như con bị gì nó phần nó cũng ốm yếu, không có mần được gì, không nhận gì được nhận, cho con đi học nghề, cho con đi học nghề uống tóc rồi nó đi học được mấy tháng cái nó bỏ cái học cũng như là chắc nó nghe lời dụ ngỗ gì của ai thành ra nó bỏ học rồi cái ở nhà mẹ càm gàm con ơi sao con không đi học chị dạ. Mẹ đóng tiền đóng bạc rồi con đi học đi để sau này mẹ có con có cái nghề là con sống bản thân, nuôi sống bản thân con chứ con ốm yếu con đi lao động gì nổi, con đi bằng công ty cũng áp lực nữa, ta cũng chửi mắng con bằng cũng nổi thì sức con mẹ biết con ốm yếu dạ. Con dở gì nè, con ngu khờ, nó không cạnh tranh lợi ai hết trơn á dạ. Cô để thẳng tấm hình lên đi, cô bị chá bóng đó cô. Cô để thẳng xuống dưới người cô ấy cho được mỏi tay nha. Rồi đúng rồi. Cô được mấy người con? 4 người con, 3 thằng trai, đứa gái út đó. Nhỏ này là gái út. Bé này là gái út thôi yeah. Hả? Rồi ông xã cô đâu sao hôm nay? Dạ mất 8 năm rồi oh. Giống vậy nuôi con á. Bần hoặc nuôi con đang cho lớn trưởng thành. Vậy là cô là mẹ đơn thân. Nên mẹ đơn thân. Tôi cũng làm dữ lắm chú ơi, lúc làm giường làm xong ơi có ai mướn gì cũng đi làm nuôi lớn đó con. Trai thì nó đi mận Sài Gòn mận đó. Lương nó thất nghiệp nó cũng không có đủ sống nữa. Một người mẹ ở nhà mẹ con lương nào mà sống. Rồi cũng lo đi làm mà cũng nói chung là chuyện trai gái không con hay là chuyện cái gì trên mạng tôi không có biết yeah. Mình xài điện thoại cùi bắp không, rồi điện thoại kia tôi không có biết yeah. Mình không tìm hiểu được con mình nó quen với ai, nó biết với ai. Nó đều mình tối ngủ mà thức giấc lại là tôi hay được là 2 giờ sáng nó đi rồi tôi không có biết. Nó đi là khoảng 9-10 giờ vậy thôi yeah. Khi đi là con gái có đem theo thứ không gì? Đem không đem thứ không? Gì ở trên mặt có bộ đồ ngủ nè. Vì đây chỉ chứng minh hả? Có mang điện thoại đi không? Có điện thoại theo. Trong một tuần vừa qua có gọi điện được cho con gái? Rồi không được một cuốc nào hết trơn. Có khúc thì tắt nguồn, có tút mở nguồn, có khúc thì không nghe máy, tắt máy. Tôi điện cái là tắt máy. Trước giờ là con gái có đi như vậy bao giờ chưa? Chưa bao giờ đi đâu hết. Không có đi ra khỏi nhà. Đi ra huyện đó mà còn chưa đi ra tới ngoài huyện nữa. Không đi đâu trơn. Học xong lớp 10 nghỉ ở nhà. Ở nhà rồi cái cho đi học nghề. Học nghề tóc á ha? Uống tóc á, làm móng rồi. Tính cái nghề đó nó cũng được. Mình ở thôn quê mà dạ. Làm vậy là cũng nuôi sống được bản thân, ngày 100 ngàn cũng nuôi sống được bản thân đó. Dạ. Sau này tôi có mất nó cũng sống được, không có dâm dựa vào ai. Mình tính con đường vậy do mình nghèo mà đâu có đi cho con đi học, đi làm ở Sài Gòn, Cần Thơ đồ đi học xa. Vậy là con nhà mình bỏ đi mà tới giờ phút này thì cô chưa biết được lý do là đi đâu về. Dạ, không biết lý do đi đâu về đâu. Bây giờ nó nhắn tin tiếng rồi mẹ ơi, con ở đó không yên tâm nữa, không có nói cho biết. Vậy là một tuần qua gia đình nhà mình tìm ở đâu rồi cô? Không có tìm đâu, chỉ có báo công an, chỉ biết khi đi ta chỉ lên đây nè. Là nhà mình có báo công an rồi đúng không? Dạ, người ta chỉ lên đây rồi chứ không biết gì, cho tao tìm giùm thôi, chứ đâu có biết tung tích gì mà tìm. Không biết quen ai phải, nó biết mình biết quen cái người đó, mình tìm tới đó mình tìm. Ba cậu con trai của cô có đi tìm không? Thì nó cũng ở nhà, nó chỉ tìm cách, nó nhắn, nó gửi, nó truyền nội ấy thôi, chứ cũng giờ biết đi tìm đâu. Đúng một kiểu kiếm cũng đầu kiểm cộng đồng mạng gì đó, hỏi thăm chỉ người ta vậy đó. Dạ. Đưa hình đồ lên vậy đó. Là cũng có đưa hình lên các trang mạng xã hội rồi đúng không ạ? Ừ. Vậy là con gái cũng không có liên lạc về nhà luôn. Không liên lạc gì hết trơn. Con gái nhà mình có ngoan không cô? Nó có hiền, nó chầm, nó ít nói. Nó cũng không cãi gì mình, nhưng mà mình nói mà không, nó không biết có trả lời, nó không trả lời. Không biết có nghe không mà nó không trả lời. Nhiều khi ra thôi mẹ nói hoài, mẹ cầm gàm hoài. Cũng như mình vừa dạy mà vừa gầy nó chú. Chứ không phải là mình chửi một phát náo ầm ĩ. Yeah. Vừa gầy vừa dạy con ơi, cái lớn rồi mình cũng phải làm gì để có tiền ăn sinh sống. Đằng sau này có tương lai chứ con gái vậy là sao có tương lai. Dạ. Yeah. Tôi cũng có chửi cũng có gầy vậy thôi. 19 tuổi rồi mà bây giờ là phải đi làm thôi. Đó bây giờ phải làm. Yeah. Mà tôi đi làm thì nó cái chuyện như phù hợp với nó không chịu. Bây giờ nó đi đằng nó đi mần cho kiếm tiền nhiều đó. Chắc nghĩ vậy, tôi nghĩ vậy rồi. Nghe lời ngon tiếng ngọt của người ta. Dạ. Cũng có trai nữa, gia vụ nữa. Trước kia thì trước ngày 18-17 á thì cô có la giày gì bé không? Thì cũng cầm gàm hoài vậy đó, nói cũng như là con đi học nghề mà con học. Giờ con ngồi cạo điều bị gì tôi cũng nhà tôi là lãnh học điều gì tôi cạo. Dạ. Rồi tôi bắt cạo đó con ơi. Dạ. Phải con đi học bây giờ là thầy á, thầy dạy thầy cho cả triệu bạc rồi đó con, mà con coi ngồi đào cạo điều có 4-5 ngàn à. Con thấy con chịu nợ không? Mẹ thấy con chịu không nổi rồi đó. Con mần vậy là sau này tương lai con đâu cũng càm cũng có càm mắng chửi. Là đi học là thầy giáo cho lại tiền luôn ạ. Ừ đi học người ta cũng làm được rồi đó chú, làm dạ. Mấy bạn đó cũng làm chung làm được, cái người ta cho tiền 1 tháng 1 triệu rồi, vừa làm vừa học đó. Tức là bây giờ đã biết việc biết nghề. Dạ biết đó. Việc rồi, cũng biết được chút rồi. Dạ. Phải nếu mà nó học luôn là biết rồi, người ta cho tháng là 1 triệu. Chứ nhà bà Ngọc Điều 1 ký có 5 ngàn à chú, ngày nó làm được có 1 ký 2 ký à. Ký có 5 ngàn, ngày mà làm có 2 ký có 10 ngàn, 15 ngàn. Ừ, rồi ngày ngồi muốn chết luôn chú. Tôi cũng làm gì tôi lãnh về, tôi làm ban đêm, ban ngày tôi làm xong rồi việc ban đêm tôi về tôi lãnh tôi làm, rồi tôi bắt nó ở không, tôi bắt nó làm, giờ ở không làm gì. Nó không chịu đi học đó chú. Con gái nhà mình có chưng diện không? Nó cũng sườn à, cũng không chưng diện nhiều mấy. Có hay mua quần áo đẹp không? Có, quần áo đẹp thì tôi mua không mà chú. Tôi thấy cái gì đẹp là tôi mua cho con, bòn bộ là đồ con là tôi mua hết trơn. Tôi mua hết. Mẹ mua hết. Mẹ mua hết, trời ơi bao bọc như là tôi nói cái quả trứng. Cưng như cưng trứng. Ừ. Hứng như hứng hoa. Ra sau này mà mẹ, cái mẹ là cái vỏ trứng mẹ bao bọc con đó. Sau này mẹ chơi cái vỏ trứng nó bể con như thế nào. Mình nói vừa nói mà ví dụ cụ thể cho con nó biết luôn đó chú. Mà sao nó không biết nó có nghe không mà nó không trả lời gì hết. Tức là bản thân cô làm mẹ vừa làm cha. Yeah. Muốn chăm sóc cho con, chăm sóc cho con, cho con tự lập để sau này con đúng rồi. Tự sống, tự bươn, tự trải. Đúng rồi. Tự kiếm ăn được. Đặng đâu mày chết nè, đặng nhờ cái tấm thân. Sống với chị dâu sao được, sống với anh ruột sao được. Đúng rồi, bởi vì có thể rằng còn nhỏ thì chúng ta một nhà, nhưng mà khi lớn lên thì ai cũng phải có cuộc sống riêng. Rồi ai cũng có cuộc sống riêng. Dạ, ai cũng phải có gia đình. Rồi mình... Các anh trai thì phải có vợ có con nữa. Dạ, sao mà lo cho em được. Đúng rồi. Rất lấy làm tiếc thì giờ này thì con không biết con đi đâu ha. Tại chi mà nó lanh lợi tôi cũng không bớt một phần nào chú. Dạ. Nó hiền quá, vụ giờ người ta gạt cặm ta bỏ bơ dơ giữa chợ giữa quê gì. Không biết đường nó làm sao về, có tiền đâu về, không biết nói với ai, không biết ai tìm ai giúp đỡ. Tôi sợ vậy như vậy. Cái thứ hai nữa nó bán đi. Nó gọi buôn gặp người buôn người á chú. Bán đi rồi khổ lắm chú ơi. Bây giờ tôi biết rồi mẹ ơi. Con ở đó con làm gì đó cho 1 tiếng là tôi cũng biết tin con tôi an tâm nữa. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn ha. buồn lắm chú ơi. Mẹ buồn. Thì rất thương con. Gia đình nhà mình ở dưới quê có nhà không cô? Có nhà có đất cũng được vài công. Thì làm vườn đó, tôi làm vườn đó chú. Thỉnh thoảng làm xong công việc nhà cũng đi mần thuê, ai muốn thì mình mần thêm. Chú nhiều cũng không có đủ sống vườn, giờ bấp bênh lắm chú. Buôn bán trái cây trời ghẻ à. Năm nay thì tình hình kinh tế khó khăn. Công nhân thì thất nghiệp. Còn mấy anh nó mà cũng đâu có thất nghiệp, đâu có tiền mà cho mình. Vậy là kinh tế như vậy thì cô đâu có để cho con cô thiếu thốn cái gì đâu. Không, nói chung không đầy đủ như người ta nhưng mà không có thiếu đó chung. Nói chung là không có thiếu, nhưng ăn mặc cũng có ăn mặc đó chứ không có thiếu đội thôi. Không bằng ai thiệt, nhưng mà cũng có đầy đủ, có ăn có mặc. Nhìn thấy không bằng ai nhưng đôi khi nhìn xuống thì lại đúng rồi. Tôi bao che dữ lắm trời, nói thiệt với chú, tôi nhịn ăn cho con ăn đó chú. Trời đất ơi. Rồi sáng đi chợ mua đồ ăn mà mua gì cho từng con, từng tô phở, tô bún riêu gì cho nó ăn. Vậy là sợ con... nó thiếu chất. Vậy là con không có biết làm gì chứ. Không có biết làm nữa, không cơm nước không biết là. Để từ từ rồi mình tập mình dạy cho nó nấu ăn. Vậy là theo như cô chia sẻ là cô rất là cưng con rồi. Cưng dữ lắm chú ơi, trai gái cũng cưng chân á. Mình con nhà nghèo mà chứ đâu phải con nhà giàu đâu. Nhà nghèo. Như thế này, đúng ra là cô phải để cho bé tự làm, tự lập. Tức là mình quản lý nhưng mà mình phải để cho con nhà mình, phải chỉ cho con làm cái này cái kia. Chứ mình bây giờ mình lo hết rồi, mình biết vậy đó chú. Bao bọc hết như vậy là con nó lớn lên, con nó lớn lên đâu biết làm gì. Đâu phải là nhà mình giàu có khá giả đâu, đúng không? Cũng biết mà là để từ từ dạy con rồi tới cách tự lập. Bây giờ tự lập là bằng cách là cho nó học nghề đó chú. Con nhà mình có biết nấu ăn không? Biết, nó cũng sơ sơ thôi chứ làm nấu ăn thì chưa có biết đâu. Nấu cơm, giặt già, rồi que dọn dẹp đầu được lắm, nhưng mà làm đồ ăn thì chưa có gành. Con này, bản thân con ngày xưa ấy, khi mà con mới tầm 10-11 tuổi, 8-9 tuổi, có thể là con đi học ở quê mà thời xưa mà đâu có điều kiện đâu. Con đi học nửa buổi về con đi chăn bò. Rồi con đi phụ việc nhà, con đi. Ngày xưa kinh tế khó khăn lắm chứ đâu phải như bây giờ đâu. Vậy nó mới lớn lên mới trưởng thành, mình mới biết cái khổ cái cực. Rồi mỗi năm mà khi con học cấp 3 thì mỗi năm mà đến hè thì con lại đi làm thuê làm mướn để con kiếm tiền về con đi đóng học. Còn bây giờ thì các bé bây giờ càng ngày càng hiện đại quá, đủ hết trơn, rồi. Mà lại không biết đường mà lo học hành thì cứ lo nghĩ cái tâm trí nó sao á, bây giờ nó học đòi cái thứ gì đâu có chú ơi. Cái thời của con là làm gì có xe máy như bây giờ đâu, đi học cái xe đạp mà 3-4 người chở nhau đi, đó là thật sự có nói đang bé này không biết chạy xe chạy cộ gì trơn á. Đi về đâu có cơm ăn liền đâu, thậm chí là cơm nguội ăn với khô quẹt. Vậy đó mới là thành công đó chú ơi, bây giờ sung sướng quá nó học nó không thành. Nhưng mà ba mẹ cũng là một phần. Tại sao? Tại biết sao không? Cô chính vì cô cưng chiều quá. Cô phải để cho con làm từ cái nhỏ. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Khi đủ tuổi trưởng thành thì phải cho con làm để con biết quý giá cái đồng tiền mà mẹ mồ hôi nước mắt mẹ làm ra, con mới biết trân trọng được, biết cái sự cực khổ. Còn bây giờ là mình lo cho, như cô chia sẻ là ăn sáng cô đi mua từng tô phở vậy, cô hàu đến tận miệng vậy thì con nhà mình sẽ bị ỷ lại thôi. Là luôn luôn suy nghĩ trong đầu là có mẹ lo hết rồi. Mẹ thương cưng chiều quá. Thật, con nói thật. Thì thấy có đứa con gái rồi cưng vậy đó. Nhưng mà đôi khi mình cưng chiều quá là mình hại con. Dạ đúng rồi, bây giờ suy nghĩ lại và hối hận vậy đó. Con đang nói chuyện, đây là con tâm sự giữa cô cháu thôi nha. Tâm sự thật lòng. Đúng rồi, chú nói đúng đó. Mình cưng quá là sau này nó không ỷ lại, nó không biết mình. Đi ra đời ra đường con biết đường nào mà con xoay Đó, bây giờ lo đó, bây giờ tôi mới biết lo như vậy đó. Cũng giống như con gà công nghiệp khác mà con gà thả vườn khác. Con gà công nghiệp thì khi mình nuôi thì nó là tự người ta cho ăn rồi. Còn con gà thả vườn thì có thể là nó đi kiếm ăn từ bé rồi. Và sau này có chuyện gì thì bươn ra đời thì nó cũng biết đường xoay sở, nó biết nó va chạm được. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn ha. Thì trên cái video này cô có điều gì cô muốn tâm sự với con cô không? Thì tâm sự đó con, nói với con. Cô gọi tên con gái ra cô nói đi, để cho con gái quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cô nói đi, nó gọi tên con ra đi. Trời ơi con ơi, mẹ là muốn con thông cảm cho mẹ, mẹ càm gàm con cũng thông cảm cho mẹ. Mẹ thương con nhiều lắm, giờ mẹ muốn con là nghe lời mẹ nói mà quay trở về, sớm quay về với mẹ. Mẹ giờ nếu có con có lỗi lầm gì mẹ tha thứ hết chứ mẹ không có trách con. Tại là do tại mẹ con chiều con ỷ lại, con không biết. Giờ mẹ chỉ tha thiết rồi con quay trở về với mẹ thôi. Mẹ mỗi tội làm mẹ bỏ quá, mẹ không có trách gì con. Bây giờ bản thân cô đang sợ nhất điều gì? Sợ con gái mình gặp điều gì? Sợ nhất là gặp kẻ bắt cóc đi lường gạt, đi ra nước ngoài, ra Campuchia với bán vào những chỗ lầu xanh rồi thôi. Sợ vậy luôn. Chứ mà nữa đi với bạn gái cũng không có lo hôn nữa. Điều sợ nhất là như thế. Con cô thường ở nhà có xài điện thoại không? Có xài điện thoại suốt luôn chú. Xài nhiều không? Xài nhiều lắm. Có bao giờ mà con cô tâm sự là con cô muốn đi làm việc nhiều tiền không? Nó là thỉnh thoảng nói mẹ, nói chơi, nói dừng mẹ con đi mần công ty nghe mẹ ra. Trời ơi, con mà đi mần gì con giờ không có quen biết ai con đi mần đâu. Trời ơi, không được đâu con, người ta lường gạt chết là con. Khi nào có ai bạn bè chị em thân thích nào nói với mẹ rồi mẹ cho đi, chứ con đi tự một mình mẹ không có cho đi được. Tính nó nói chơi vậy thôi, mà vợ lẽ ra nhớ chực ra rồi. Trong thời gian ở nhà đó thì cô có thấy con gái của mình gọi điện cho bạn bè nhiều không? Có, chắc có, gọi dữ lắm luôn đó. Nhưng mà tôi không có biết là gọi cho ai, bị gì cái máy điện thoại tôi không biết. Bé ở bên ngoài có đẹp như trong hình không? Đẹp, đẹp lắm chú. Xinh ha. Đẹp. Cao 1m mấy cô? Trời, cao dữ lắm á. Nó cao, trời ơi, ai cũng đã nói là người mẫu đó chú. Hoa hậu ha. Ừ, nói ai cũng nói trời ơi mày làm người mẫu được đó. Trời, cao. Con của cô có các bạn bè tới nhà chơi không? Không, không có bạn nào lại nhà chơi chứ. Trước giờ có bạn trai nào tới chơi với con gái nhà mình không? Không có trai nào lại chơi hết á. Có bao giờ con gái nhà mình nói là có người yêu hay có bạn trai gì không? Không. Không. Chính vì cái sự ngoại hình rất là đẹp, rất là dễ thương của con gái nhà mình, nên tới giờ phút này cô rất là hoang mang và rất là sợ. Sợ rằng con gái nhà mình sẽ gặp các đối tượng xấu. Đúng rồi. Có thể rằng là lừa gạt để dụ dỗ con gái nhà mình làm những công việc nhạy cảm. Đó, trời ơi, vậy đó. Cô biết công việc nhạy cảm không? Biết không? Là gì? Biết. Đi làm gái vậy đó. Dạ, đúng rồi đấy. Rất sợ đúng không? Rất sợ làm nó rồi quên làm không được, nó đánh đập chứ nó cũng có yếu, nó ớt, nó cũng có bệnh trong mình đó chú ơi. Nó hay bị viêm son, nó viêm mũi, nó nhức đầu hoài à chú ơi, nó bệnh nó không có khỏe. Một người mẹ ở quê rất là thật thà chất phác, bao bọc con gái quá kỹ quá. Đúng ra phải cho con gái tập làm từ khi mà nói chung là người nhỏ làm việc nhỏ. Khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường mình vẫn phải tập cho con gái nhà mình làm. Sự việc nó xảy ra rồi, từ giờ tôi mới hối hận đó. Hy vọng rằng bé gái xem được video này thấy mẹ của con lặn lội từ Trà Vinh, một tỉnh rất xa ở miền Tây sông nước, để về Bình Dương. Nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó hãy nhanh chóng quay trở về. Bởi vì là con, thứ nhất là tuổi đời của con thì cũng đã trưởng thành rồi đấy, nhưng về kinh nghiệm sống và cũng như va vấp bên ngoài thì con chưa từng. Và đặc biệt rằng con sống trong sự bao bọc của mẹ, nên con chưa biết được ở bên ngoài rất nhiều cái điều không hay. Và có thể tới giờ phút này là con bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Thì hy vọng con gái đang ở đâu đó, nếu mà con vì giận mẹ hoặc là con ham chơi theo bạn theo bè, thì con hãy nhanh chóng về nhà đoàn tụ với gia đình. Còn trường hợp mà tới giờ phút này có thể rằng là con bị các đối tượng xấu hoặc bạn bè xấu mà đang rủ dây ép buộc con làm những công việc nhạy cảm, thì con hãy thật bình tĩnh, con liên hệ về với số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để các chú có cách có hướng để đưa con về nhà đoàn tụ với mẹ một cách an toàn nhất. Thì cái sự việc của cô thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đi tìm cũng như là đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để đi tìm kiếm tin tức thông tin về con gái của cô. Cô nhá. Dạ thưa cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đưa bé quay trở về nhà một cách an toàn nhất. Và rất hy vọng rằng qua cái câu chuyện của cô thì đây cũng là một cái thông điệp truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Các bậc làm cha làm mẹ không nên nuông chiều con nhiều quá, hãy tập cho con một cách tự lập, gọi là trong khi các con ngồi ghế nhà trường thì mình vẫn tập cho các con làm những công việc, người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, để cái sau này các con lớn lên các con không có ỷ lại và các con có một gọi là biết cách để làm, để sau này có gặp va vấp để lấy đó để làm cái nền tảng kinh nghiệm để trong cuộc sống có thể giúp cho các bé linh hoạt hơn. Thì hôm nay cô về đây chia sẻ câu chuyện nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video thông tin câu chuyện của cô đi tìm con lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái nhà mình không? Rất đồng ý. Dạ. Cuối video này thì con không biết nói gì hơn ha. Con chỉ biết chúc cô về quê nhà Trà Vinh thượng lộ bình an. và nhiều sức khỏe. Và trong thời gian sắp tới thì hy vọng sẽ có phép màu. Cái điều vi diệu xảy ra là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất và được an toàn nhất cô nhá. Và hy vọng con về thì cô phải có cách giáo dục con lại khác, không cưng chiều nhá. Cô biết rồi cô nhá. Dạ con xin phép chào cô. Cô có điều gì cô muốn, cô có điều gì cô muốn nhờ bà con cô bác cùng đồng mạng không? Tôi rất chân thành cảm ơn cô, các anh chú bác cộng đồng mạng, các hiệp sĩ đó gắng cứu giúp cho con tôi là tôi rất chân thành cảm ơn. Dạ rồi, con xin phép chào cô. Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Em chúc cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thật là nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cũng như là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải rất cần sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại.